Xin chào các cô chú, các bạn. Lần đầu tiên Trắng làm kênh lấy tên là Ngọc Trắng ST. Bởi vì Trắng sinh ra ở thị trấn Đại Ngại, huyện Long Phú, thành phố Sóc Trăng, nên là Ngọc Trắng ST là Sóc Trăng. Thì Trắng đang ở bờ kè thị trấn Đại Ngại nè các bạn. Bờ kè Đại Ngại thì 3 năm trước kè rất đẹp, đường bộ thì cũng rất là đẹp luôn, học sinh chạy xe đi học cũng dễ, lưu thông cũng dễ. Thì Trắng đang ở Đại Ngại, các bạn thấy bờ kè rất đẹp nhé. Ở những clip sau mình sẽ làm những món bánh của gia truyền trên 30 năm của nhà mình đó các bạn. Rồi thỉnh thoảng thì mình rảnh thì mình cũng làm xiên gồm hộ bộ. Rồi giờ rảnh nữa thì mình sẽ hát cho các bạn nghe luôn. Các bạn nhớ ủng hộ Ngọc Trắng nha. Mình xin mời các bạn sẽ xem mình chia sẻ món bánh bò dị hương của miền Tây nha các bạn. Sao mà một ký thật ra 8 con nữa các bạn. Đây là nhỏ 2 ký. Các bạn nhớ là mình nhồi á, mình nhồi cho đặc nha các bạn, đừng cho lỏng. Lỏng quá cái bánh bò ghẻ tre nó sẽ bị chai, cái chai như rơi gan như bánh bò vậy. Đây là ngồi 2 ký thì nó ra 16 lon thôi, 1 ký là ra 8 lon, đừng ngồi bao nhiêu quá không ơi. 1 ký ra 8 lon thì thí dụ các bạn nhồi cái này 3 lon đi, còn 5 lon đó mình thắng đường. Khi mình thắng đường là mình phải cho nước nó sôi, nước sôi mình các bạn hãy đeo đổ đường vô quậy nó mới mau hòa tan. Các bạn nhớ là đặt cái gì nghe các bạn, nhớ là mình ngồi đặt cái gì mà để đổ từ từ. Đó, hai thằng nhỏ. Nếu là mình nhồi tới chừng 5 phút được rồi các bạn. Nếu bạn nhồi nhiều thì các bạn làm nhiều thì các bạn nhồi trong khoảng 7 phút. 1 ký này nồi khoảng 5 phút thôi. Rồi nhớ là mình phải có đặt như vậy nha. Đây nè. Nếu các bạn cho lỏng quá thì bánh nó không có thể che, nó sẽ chai. Các bạn ơi, một ký bột mình đang nhồi đó thì vừa thắng đường vừa mà mình nhồi đó là 8 lon nha các bạn, là 1 ký vô 2 đường.
Ví dụ mình nồi là 1 kg nó 2 lon đi, là mình thắng đường là 6 lon, nó ra 8 lon. Còn ví dụ mình nồi 2 lon rưỡi thì các bạn thắng đường là 5 lon rưỡi, là nó ra 8 lon. Thì 1 kg là 8 lon, nhiều thắng đường nhiều nồi đó. Nghe đơn giản lắm. Các bạn thắng cho nó, để cho nó nguội. Các bạn hãy vào một sau thì 3 giờ sau, 3 tiếng sau các bạn bỏ cái nồi này.